6 câu chuyện cuộc sống đáng nghe nhất của năm 2021. Cuộc sống đúng là muôn hình vạn dạng, vì vậy mà còn có rất nhiều những câu chuyện, những mảnh đời khác nhau. Ngày hôm nay, hãy cùng Vân Anh nghe 6 câu chuyện sau để thấy được cuộc sống nó là như thế nào các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất. Chuyện đời người đàn ông vô gia cư tốt nghiệp luật Harvard. Đó là một buổi chiều thứ Bảy, đầu tháng 4, tại Tòa án tối cao DC Alfred Postel. Một bệnh nhân chẩn đoán tâm thần phân liệt đứng trước mặt thẩm phán Thomas Motley. Ông Postel có mái tóc hoa râm, dài trung bình. Bụng ông tràn qua cả cặp quần, bộ đầu quai nón bạc phơ rối xù. Ông có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì ông nói, ngoại trừ với luật sư của mình, có thể được dùng để chống lại ông. Tôi là một luật sư, ông Postel đáp. Ông Motley không để ý tới câu nói có vẻ kỳ lạ đó. Tôi phải quay trở lại, Postel quả quyết, rồi đưa ra một lời giải thích phức tạp. Tôi đã nhận chứng chỉ hành nghề ở Đại học Catholic, được nhận vào Constitution Hill. Tôi đã đọc lời thề luật sư tại Constitution Hill năm 1979, tốt nghiệp trường luật Harvard năm 1979. Lời giải thích thu hút sự chú ý của thẩm phán Motley. Ông cũng tốt nghiệp luật Harvard năm 1979. Ông Postel, tôi cũng vậy. Thẩm phán Motley nói, tôi nhớ ông rồi. Người đàn ông vô gia cư này, kẻ giữ đồ đạc của mình trong những chiếc túi nhựa màu trắng, ám ảnh các giao lộ 17 và 18 Northwest, đôi khi ngủ trong nhà thờ, đã học luật cùng chánh án tòa án tối cao Mỹ John G. Robert Jr. và nguyên thượng nghị sĩ bang Wisconsin Judge Fagot. Tất cả đều tốt nghiệp Harvard năm 1979. Ông Motley, người từ chối phỏng vấn cho bài viết này, dừng lại một lúc trước khi kết luận. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Ông yêu cầu bạn học cũ của mình trở lại nhà tù DC cho tới khi các cáo buộc chống lại ông được giải quyết. Một người có học. Ở một thành phố có hàng nghìn người vô gia cư, Postel có lẽ là người vô gia cư có trình độ cao nhất. Bằng cấp, giải thưởng, các chứng chỉ bị vứt lộn xộn trong tủ quần áo ở căn hộ của mẹ ông. Những thứ còn lại của một cuộc đời khác đã mất. Ông có 3 tấm bằng, một bằng kế toán, một bằng kinh tế và một bằng luật. Vào một buổi tối mùa hè, ông ngồi trong một cửa hàng McDonald's trên đường số 17 Northwest. Chiếc khăn trắng quấn quanh đầu giống như khăn xếp. Nghe ông kể câu chuyện về cuộc đời mình, có cảm giác giống như hành động ném bom vào một giấc mơ. Lúc đầu, mọi thứ nghe có vẻ bình thường, nhưng rồi nhanh chóng tan tành. Postel sinh năm 1948, là con trai duy nhất trong gia đình, có mẹ là thợ may, bố là người chuyên xây dựng và sửa mái hiên. Ông là một cậu bé bình thường. Mẹ ông, bà Ruth Frist nói, nhưng cậu bé này luôn rất tập trung và năng động. Ông tham vọng lớn hơn những điều mà gia đình mong muốn. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông vừa làm vừa học Đại học Strayer, đạt được nhiều thành tích học tập cao. Ông vượt qua kỳ thi CPA, rồi làm quản lý kiểm toán tại một công ty kế toán, nơi mà ông nhận mức lương hơn 50.000 USD một năm. Một số tiền lớn lúc đó. Tuy nhiên, Postel vẫn chưa hài lòng với những thứ đó. Ông tiếp tục học Đại học Maryland để lấy bằng kinh tế. Sau đó, thậm chí là trước khi tốt nghiệp, ông nộp hồ sơ sang luật Harvard và được nhận. Cứ vài năm, tôi lại biết cậu đã đạt được một thành tích mới. E. Brun Mylincon, một kế toán viên nổi tiếng, người đã viết thư giới thiệu Postel trong hồ sơ vào Strayer College. Trường này cũng từng trao cho Postel giải thưởng thành tích nổi bật của cựu sinh viên. Em là một tấm gương cho những người trẻ ngày hôm nay. Sinh viên xuất sắc.
xem điên giám trường luật Harvard năm 1979, giống như bạn đang xem một thước phim mang tên trước khi họ nổi tiếng. Có một John Roberts, đầu tóc bù xù. Có một Ray Anderson, cười toe toét, người mà bây giờ đã trở thành phó giám đốc điều hành các hoạt động bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Quốc gia. Có một Thomas Motley, 24 tuổi, năng động trong hội sinh viên luật da đen, mặc câm lê thắt cà vạt. Và cũng có một Alfred Bostel, một người đàn ông 31 tuổi, già hơn hầu hết những sinh viên khác. Bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Ông mang dáng dấp của một người đàn ông đã có sự thành công nhất định trong cuộc sống và đang kỳ vọng sẽ đạt được nhiều hơn thế. Marvin Powell, bạn cùng lớp, nhỏ hơn Bostel vài tuổi, nhớ về Bostel khi ông tới lớp với một chiếc áo khoác và cà vạt nơ, trong khi những sinh viên khác dáng vẻ loạng choạng, mắt ríu lại vì buồn ngủ. Anh ấy là một người trầm tĩnh. Ông Powell hiện là phó chủ tịch một công ty bảo hiểm lớn, nhớ lại. Anh ấy nổi bật và có khả năng đưa ra những câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Cậu ấy học hành cực kỳ chăm chỉ và rất có kỷ luật. Bạn cùng lớp Piper Ken Marshall, hiện là cố vấn cao cấp của Wells Fargo, nhận xét. Và ông cũng là người ăn mặc rất chỉnh chu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó bảo rằng cậu ấy còn cắt tỉa móng tay cẩn thận. Một người bạn khác nhận xét về Bostel. Đó cũng chính là lý do tại sao những người bạn cùng lớp này vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng hiện Bostel đang là ai. Một người đàn ông sáng lạng và lịch lãm giờ đây trở thành một kẻ vô hình, vất vưởng bên rìa của thủ đô nước Mỹ. Đó là một câu chuyện buồn và bi thảm. Ken Marshall nói, bởi vì ở trường luật, cậu ấy là một trong những sinh viên xuất sắc nhất, một người đàn ông thông minh và quyến rũ. Một cuộc sống sung túc. Bostel được nhận vào một công ty luật uy tín lúc đó là Sobeys Menbos & Jobrit. Ông là luật sư người da đen duy nhất trong công ty. Do có bằng kế toán, Bostel được phân vào nhóm thuế và nhanh chóng thân với luật sư trẻ Frederick Lane. Anh ấy rất tao nhã, Len nói. Anh ấy có văn hóa, chu đáo và ăn nói mềm mỏng. Bostel mềm mỏng đến mức một số người từng làm cho công ty không thể nhớ bất cứ điều gì về ông. Len và hai cộng sự khác, những người vẫn nhớ Bostel thì không thể hoặc không muốn nói về lý do tại sao công ty cho ông nghỉ vài năm sau khi nhận ông. Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói với anh về chuyện đó. Martin Crowe, một cộng sự từng làm việc ở Sobeys Menbos, viết trong email. Chuyện xảy ra quá lâu rồi, tôi cũng đã không làm việc ở công ty hơn 20 năm nay. Một số người còn nhớ chuyện đã xảy ra với Bostel thì tiết lộ rằng chính bệnh tật của ông đã khiến ông bị sa thải. Một số người, đặc biệt là những người có học như Bostel, có thể giấu giếm những triệu chứng của mình khoảng vài tháng. Khi nạn nhân bắt đầu không còn tỉnh táo, xa rời cộng đồng và công việc, các nhà tâm lý học gọi đó là sự suy sụp đầu tiên. Tiếc là loại suy giảm nhanh chóng này không phải là hiếm. Richard Bibow, giám đốc một trung tâm bệnh tâm thần, người đã từng làm việc với Bostel cho hay, tôi biết có những người từng học trường y, tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc cũng không thoát khỏi căn bệnh này, giống như Jonas trong bộ phim Một Tâm Hồn Đẹp. Anh ấy có mọi thứ tốt đẹp, một chiếc thuyền đẹp mà anh ấy dùng để đi khắp nơi. Một người họ hàng của Bostel kể, anh ấy đang sống một cuộc sống sung túc, rồi đột nhiên mọi thứ biến mất. Không ai biết chính xác tại sao chuyện này xảy ra. Anh ấy mất mọi thứ vật chất, thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Thậm chí, mẹ ông hiện đã 85 tuổi cũng không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Một ngày, bỗng nhiên bóng tối đổ sập xuống con trai bà. Bà Fritz nói, Bostel liên tục nói về việc ông bị bắt. Ông nghĩ rằng cảnh sát đang theo dõi mình. Sau đó, ông chia tay người phụ nữ mình yêu. Tôi đã sợ, bà Fritz kể. Thằng bé chạy lên lầu. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy?
rồi tôi tát thằng bé để khiến cho nó tỉnh lại. Rồi thằng bé bắt đầu khóc. Và từ lúc đó, mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn. Vô dụng. Khi bà Fritz nghĩ rằng bà không còn khả năng chăm sóc cho con trai nữa, bà đã tìm đến một mục sư địa phương. Bà Marit Carter, người đã đưa Bostel về nhà thờ vào giữa những năm 1980. Bostel chỉ suốt ngày xem tivi, rồi thơ thẩn một mình trong công viên gần đó, nhìn mọi người đi lại. 30 năm cứ thế rồi đi, thứ duy nhất mà Bostel gây ấn tượng là một loạt cáo buộc tội phạm, ăn trộm, gây gỗ, còn lại ông hoàn toàn như một bóng ma. Bạn vào một công ty danh tiếng, và khi bạn mất vị trí đó, nó giống như là tự tử. Bostel nói, như các kế toán vẫn nói là đã quá hạn. Bạn hiểu thế nghĩa là gì chứ? Sự quá hạn, tôi đã vô dụng. Red Rayos, quản lý tòa nhà mà Bostel đang ăn nằm phía bên ngoài, nói rằng ông hy vọng Bostel sẽ nhận được sự trợ giúp và những dịch vụ cần thiết. Có một hy vọng cho Bostel khi nhóm y tế tâm thần ở Grendo bắt đầu làm việc với ông. Tổ chức giúp đỡ những người vô gia cư, bà quay Joe Hossin cũng vậy. Bà Fritz, mẹ ông, cũng cố gắng trợ cấp một số tiền để ông thoát cảnh vạ vật trên các con phố. Nhưng dường như không ai quan tâm tới Bostel, và một buổi sáng gần đây, bên ngoài tòa nhà Browning, ông ngồi đó một mình, mấy tờ báo nằm rải rác dưới chân. Ông cầm một tờ lên. Tờ báo này sử dụng từ ăn lông ở lỗ. Ăn lông ở lỗ nghĩa là sống trong hang, Bostel nói. Sau đó, Bostel chìm vào những ký ức. Tôi từng sống trong một căn hộ cao cấp ở tòa nhà tổng thống. Tôi có thể được coi là một người sống trong hang. Căn hộ của tôi có ban công, một ban công trên tầng mái, một căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà tổng thống. Tôi có thể được coi là một người sống trong hang. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện con ngựa chờ làm nghiệp lớn. Trong cuộc sống, khó ai có thể tránh khỏi vài lần thất bại, đôi lần vấp ngã. Nhưng chúng ta khác nhau ở lòng kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Nếu bạn đang cảm thấy nản lòng, hãy xem qua câu chuyện về sự cố gắng con ngựa chờ làm nghiệp lớn sau đây để có thể lấy lại động lực tiếp tục theo đuổi ước mơ. Ở Thảo Nguyên, có một con thiên lý mã trẻ tuổi chờ bá nhạc tới phát hiện ra nó. Ngày nọ, có người thương gia đưa ra với nó một lời đề nghị. Bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngay lập tức nó lắc đầu. Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo ông kéo hàng hóa được? Sau đó, binh lính tới hỏi. Bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa vẫn lắc đầu. Tôi là thiên lý mã, một binh lính bình thường, làm sao có thể phát huy được hết khả năng của tôi? Người thợ săn đến tiếp tục hỏi. Bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa đáp. Tôi là thiên lý mã, sao lại có thể đi phục vụ một người thợ săn? Nhiều năm sau, Khâm Sa đại thần đến Thảo Nguyên đi tìm thiên lý vạn mã. Gặp được đại thần, ngựa liền mừng rỡ. Tôi chính là thiên lý mã mà ông đang tìm kiếm đây. Khâm Sa liền hỏi. Bạn có thành thạo đường đi lối lại trên đất nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu. Ông ta hỏi tiếp. Bạn đã từng xông pha trận mạc hay chưa? Ngựa vẫn lắc đầu. Khâm Sa lại hỏi. Vậy tôi có thể dùng bạn cho việc gì? Ngựa nhanh nhẩu đáp. Tôi có thể đi được 1 ngày, 1.000 dặm, 1 đêm 800 dặm. Nghe vậy, Khâm Sa liền để ngựa chạy thử một đoạn đường. Nó ra sức chạy, nhưng chỉ được một quãng đường ngắn, đã ra sức thở dốc. Bạn già rồi, không thể dùng được nữa. Khâm Sa nói xong, liền bỏ đi. Câu chuyện thứ ba. Một chuyện nghẹn ngào về lòng tự trọng. Vài ngày trước đây, rất nhiều người trong chúng ta đã rưng rưng xúc động và cảm phục ông nông dân Lê Hảo ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã đem trả 152 triệu đồng tiền huyện bồi thường nhầm với lý do không phải của mình thì trả lại.
Và đây lại là một câu chuyện đẹp nữa về lòng tự trọng của con người. Trên trang mạng xã hội Facebook của mình, nhà văn Nguyễn Đông Thức kể lại nhóm mô tô học bổng đem sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa của anh và nhà văn Đoàn Thạch Điền 3 năm nay đã gặp rất nhiều những câu chuyện cảm động. Gần đây, khi đến trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau, trong 30 sinh viên nghèo mà nhà trường giới thiệu, nhóm từ thiện đã chọn ra 5 bạn để trợ giúp. Nhà văn viết, gọi điện thoại cho 5 cháu sinh viên khó khăn của trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau. Tất cả đều mừng rỡ khi được thông báo mình sẽ nhận được sự hỗ trợ 500.000 đồng một tháng từ những mạnh thường quân là bạn của tôi. Chỉ duy nhất có một cháu rung rung xin được từ chối không nhận vì cháu sắp ra trường, đang cuối năm 3 và do nhà quá khó khăn nên cháu sẽ xin đi làm ngay để phụ giúp gia đình. Cháu nói vẫn mong sẽ có ngày học lên đại học, nhất định là như vậy. Nhưng hẹn một thời gian sau và lúc đó có khó khăn sẽ gõ cửa bác thức. Còn bây giờ thì phần học bổng dành cho cháu, các bác hãy ưu tiên dành cho các bạn đang tiếp tục học và gia đình quá khó khăn, còn rất nhiều ở Cà Mau. Đó là cháu Nguyễn Trúc Ly, sinh viên năm 3 khoa kế toán, hộ cận nghèo, quê ở ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Có cha phải lên tận Đồng Nai làm thuê, mẹ lên thành phố Cà Mau làm phụ hộ. Trúc Ly phải đứng trực bàn ở nhà hàng, mỗi đêm được 50.000 đồng, còn giờ rảnh thì nhận làm gia công nhan mũi. Người gầy gò nhỏ bé nhất mà lúc tôi phỏng vấn đã khóc khi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Tôi đã đưa lên hàng đầu trong danh sách nên giúp đỡ. Tôi hỏi đi hỏi lại, cháu vẫn nói cháu sắp không còn học nữa. Và như vậy, việc nhận tiền là không đúng mục đích của học bổng. Cháu xin được từ chối. Cúp máy xong, tôi cứ ngồi ngơ ngẩn một lúc. Thêm một bài học cho tôi về nhân cách của một con người. Giữa thời đại mà có quá người giàu có vẫn còn ham hút thêm hàng tỷ đồng tiền phi nghĩa. Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã đồng ý để tôi đưa câu chuyện của Trúc Ly đến với đông đảo bạn đọc. Có lẽ chẳng có mục đích gì ngoài việc để chúng ta được chia sẻ với nhau cảm xúc ngưỡng mộ một con người đầy lòng tự trọng. Đó là một câu chuyện quá nghẹn ngào. Số tiền học bổng 500.000 đồng một tháng với nhiều người trong chúng ta có lẽ quá nhỏ bé, chẳng đáng là bao. Nhưng với những sinh viên nghèo như Trúc Ly, đó là một bàn tay chì ra đúng lúc. Thế nhưng cô sinh viên nghèo cũng không dám nhận vì cô tự xét thấy hoàn cảnh của mình hết năm thứ 3 của trường cao đẳng sẽ phải nghỉ học để đi làm giúp gia đình. Nhận học bổng ấy là sai mục đích, nên xin nhường học bổng cho những bạn khó khăn hơn. Trúc Ly rất đáng nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Vì dù nghèo khó, vất vả, nhưng em không tham, không nhắm mắt nhận bừa số tiền học bổng. Và cao đẹp hơn, Trúc Ly xin nhường lại cho những bạn còn khó khăn hơn mình. Thế mới biết, trên đời này không có gì bao la rộng lớn hơn tình người, không có gì đẹp đẽ hơn tình người. Cái tình người hào phóng ấy càng cảm động hơn khi nó không đến từ những người no đủ, mà từ những người nghèo khó, đang nhặt nhạnh từng đồng xu. Tôi vẫn luôn tin rằng, người như Trúc Ly nhất định sẽ thành công trong cuộc đời này. Dù hôm nay gia cảnh em khốn khó, dù hôm nay em không có đủ tiền để hoàn thành ước mơ được học đại học. Một người tuy nghèo tiền bạc, nhưng giàu có nhân cách và lòng tự trọng như vậy, dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng rạng rỡ. Em là niềm an ủi cho tất cả chúng ta. Chỉ tiếc rằng, lòng tự trọng trong xã hội hôm nay dường như đang rơi vào thời kỳ suy thoái, nhất là ở một bộ phận những người có quyền, có tiền. Nhất định đất nước chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng nếu bất kỳ công dân nào, dù đang ở vị trí nào, cao hay thấp, đều có được ứng xử vào lòng tự trọng như Trúc Ly. Chúng ta đều tin vào điều đó. Câu chuyện thứ tư, chuyện người cha phát hiện con gái ngủ với bạn trai ở phòng khách. Câu chuyện được cho là của một ông bố người Nga,
chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, hiện đang nhận được hàng trăm nghìn lượt đọc. Một độc giả nhận xét, đây là câu chuyện tuyệt vời nhất về tình người mà tôi từng nghe. Dưới đây là chia sẻ của chính ông bố trong câu chuyện. Một buổi sáng, tôi xuống nhà và nhìn thấy cảnh đứa con gái 17 tuổi của tôi đang nằm ngủ với một chàng trai trên chiếc trường kỷ. Rõ ràng là sau một đêm lao động vất vả. Tôi lặng lẽ làm bữa sáng, quay lên tầng trên và nói với vợ tôi, con trai và con gái út rằng hãy giữ yên tĩnh vì có người vẫn đang ngủ. Bàn ăn của chúng tôi đặt ở phía bên kia của căn phòng, cách chiếc trường kỷ khoảng 6-7 mét, nhưng ở ngay trước mặt chúng tôi. Cả nhà tôi ngồi xuống bàn ăn và tôi hét lên. Chàng trai! Chưa bao giờ tôi chứng kiến một ai bật dậy nhanh đến thế. Bữa sáng xong rồi. Tôi nói với giọng điệu như thể sẽ khiến cậu ta hồn lìa khỏi xác. Tôi kéo chiếc ghế vào cạnh mình và nói, ngồi đi. Cả gia đình tôi lặng thinh, ai nấy mắt nhìn chằm chằm vào đĩa ăn, thậm chí còn không dám chớp mắt. Đó chắc chắn là 6 mét dài nhất với một chàng trai trần trụi hoàn toàn và đang cố che đậy món của quý mà tôi có thể thừa nhận là khá ấn tượng của cậu ta. Còn cái út của tôi trông có vẻ đang khiếp sợ khi nhìn thấy món hàng ấy. Vợ tôi cũng vậy. Sau khi mặc quần áo, đang đặt trên bàn ăn xong xuôi, cậu ta ngồi xuống. Con trai tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta, thở dài rồi lắc đầu. Lúc đó, trong cậu ấy thật sự lo lắng, thậm chí còn có thể ngửi thấy cả mùi lo lắng của cậu ấy. Bằng giọng Nga hay ho nhất của mình, tôi nói, chàng trai, ta sẽ hỏi cậu một câu thôi. Câu trả lời của cậu rất quan trọng với cậu. Lúc đó, cậu ta vã mồ hôi hột. Cậu có thích mèo không? Tôi hỏi. Cậu ta tỏ ra rất dễ thương và thân thiện, rõ ràng là ít học nhưng không đần. Có điều gì đó rất lạ về cậu ấy. Con gái tôi đảm bảo rằng cậu ta rất tốt và chu đáo. Con bé mới quen cậu ấy khoảng 1 tháng, tính tới thời điểm đó. Từ buổi sáng hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng ghé qua chơi nhưng không bao giờ ngủ lại. Mỗi buổi sáng, cậu ta đưa con gái tôi tới trường bằng xe đạp rồi lại đưa con bé về nhà. Luôn đảm bảo rằng con bé làm bài tập đầy đủ. Cậu ta chăm sóc khi con bé ốm và khi chúng tôi bận việc làm. Cậu ấy quan tâm và đầu tư thời gian và công sức. Cậu ấy có lòng kiên nhẫn của một thiên thần mỗi khi tâm trạng con bé không tốt. Thằng bé nói mình không có gia đình, không được học hành và không có công việc ổn định. Con gái tôi yêu cậu ấy và cậu ấy yêu con gái tôi. Tôi là ai mà lại đi ngăn con bé tự chuốc lấy hậu quả chứ? Mọi chuyện cứ thế rồi đi 8 tháng nữa, cho tới khi con trai tôi nói chuyện với tôi. Thằng bé đã đi dò hỏi thông tin về chàng trai kia và phát hiện ra cậu ta vô gia cư. Bố cậu ấy tự tử, mẹ cậu, một gái bán dâm, bỏ đi 3 tuần sau đó. Cả nhà họ sống trong một chiếc xe móc đi thuê. Lúc đó, cậu ấy mới 15 tuổi và đã sống 3 năm ngoài đường, ngủ trong công viên cùng đám bạn bè hoặc ở những khách sạn rẻ tiền. Khi gặp con gái tôi trên đường con bé đi học về, cậu ấy đang xúc cát ở công trường xây dựng. Cậu ấy đẹp trai và bạn biết đấy, một con bé 17 tuổi, hóc môn giới tính đang phát triển. Và bây giờ, tôi ngồi đây. Tôi chỉ biết đến một chàng trai 18-19 tuổi, luôn lịch sự, luôn mỉm cười khi tới và khi đi. Một chàng trai biết quan tâm, biết giúp đỡ mà không cần phải chờ. Chàng trai khiến con gái tôi hạnh phúc. Một đứa trẻ chưa bao giờ có cơ hội là một đứa trẻ khi ông bố tự tử trong tuyệt vọng. Mẹ làm gái bán dâm, thỉnh thoảng được hàng xóm cho ăn vì quá đói. Khi cậu ấy không qua nhà tôi, chúng tôi thấy nhớ. Không phải bạn thân, nhưng con trai tôi rất hợp với cậu ấy. Con gái út của tôi thì tin tưởng cậu tuyệt đối. Còn vợ tôi thì như có thêm một đứa con nữa. Còn tôi, đôi khi tôi lo lắng cho cậu ấy. Tôi muốn cậu bé hạnh phúc.
tôi kể với vợ và con gái Út những gì tôi biết. Họ đã khóc. Tôi cũng đã rất khó khăn để nói ra chuyện đó. Tôi thất vọng về con gái mình. Con bé biết chuyện. Lẽ ra con bé nên nói với chúng tôi. Con bé yêu thằng bé mà vẫn để cho thằng bé ra về mỗi đêm. Thật nhẫn tâm. Ngày hôm sau, tôi đưa chìa khóa nhà cho cậu. Tôi nói rằng tôi mong cậu về nhà mỗi đêm. Một ngôi nhà đúng nghĩa. Vài tuần sau đó, chúng tôi sửa sang lại căn phòng đang để không và đi mua sắm một số đồ đạc. Cậu ấy làm mọi việc khá tốt. Cậu muốn thích tự làm mọi thứ và muốn là ông chủ của chính mình. Chúng tôi thấy cậu cần phải đi học để thực hiện được những ước muốn của mình. Đó là năm 2000. Và bây giờ, 15 năm sau, con trai và con gái của tôi đã có một cơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt. Chúng cho tôi 3 đứa cháu, trong đó có 2 đứa sinh đôi. Câu chuyện thứ 5. Dân mạng dậy sóng chuyện em bé khóc trong quán ăn. Câu chuyện bà mẹ hai con và chủ nhà hàng to tiếng vì một đứa trẻ quấy khóc trong bữa sáng đang trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều tờ báo khắp nước Mỹ tuần qua. Chuyện xảy ra ở quán ăn bình dân Marcin Diner thuộc bang Maine vào một buổi sáng trời mưa trong chuyến du lịch của cả gia đình chị Tara Carson. Khi chị Tara, một nhà quản lý marketing ở New York, cùng chồng và hai con tới quán để ăn sáng, chị được thông báo là sẽ phải đợi khoảng 30 phút mới có bàn. Dù không được lý tưởng cho lắm, nhưng nghĩ rằng một buổi sáng cuối tuần ở thị trấn du lịch này thì quán ăn nào cũng thế thôi. Gia đình chị quyết định ngồi chờ. Cuối cùng thì cũng có bàn trống và chị gọi bánh kếp cho hai con gái. Lúc này con gái thứ hai của chị mới 21 tháng tuổi, bắt đầu tỏ ra khó chịu. Chị ta ra cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do phải ngồi một chỗ và chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị vẫn quyết định ở lại quán, còn hơn là ra khỏi đó khi trời đang mưa. Trong quán ăn ồn ào, chị không thấy bất cứ ai nhìn gia đình chị và tỏ ra khó chịu khi bé khe ra khóc. Chị nói, 40 phút sau, bánh kiếp mới được phục vụ. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị vẫn quyết định ở lại quán, còn hơn là ra khỏi đó khi trời đang mưa. Trong quán ăn ồn ào, chị không thấy bất cứ ai nhìn gia đình chị và tỏ ra khó chịu khi bé Kara khóc. Chị nói, 40 phút sau, bánh kiếp mới được phục vụ. Lúc này cô bé nhặn xị lên và hai vợ chồng chị quyết định ăn nhanh chóng để rời khỏi quán. Đúng lúc đó, Dala Nijibauer, chủ quán đi ra, ném hộp đựng đồ ăn vào chồng tôi và hét lên. Con bé hoặc anh chị phải rời khỏi đây. Hai vợ chồng chị ta ra chưa nhìn thấy chủ quán trước đó và không hề biết Nijibauer là ai. Mặc dù cảm thấy Nijibauer có phần không chuyên nghiệp, nhưng hai vợ chồng không nghĩ là cô nói nghiêm túc. Tara tiếp tục cho con ăn bánh sau khi đã phải chờ đợi tới 40 phút. Vài phút sau, Nijibauer đi ra, đập tay xuống bàn thu ngân, chỉ tay vào mặt bé Khera, hét lên, ngậm miệng lại. Chồng tôi đáp, cô nói nghiêm túc chứ, cô đang hét vào mặt một đứa trẻ đấy. Tara kể lại, nghiêm túc giống như cơn đau tim mà tôi đang phải chịu đựng đây. Nijibauer nói với đôi mắt đầy vẻ tức giận. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt con tôi. Tara kể. Sau đó, cô quay sang con gái và bình tĩnh nói. Đây chính xác là cái thái độ mà mẹ muốn con không bao giờ nên có. Gia đình cô thanh toán bữa ăn, bo cho bồi bàn 25% và ra khỏi quán. Sau đó, Tara có đăng tải một status kể câu chuyện của mình trên chính trang Facebook của quán Marie Diner. Không dừng lại ở đó, Nijibauer đáp trả bằng một status khác mà Tara cho là rất thô tục khi gọi con cô là một con thú và một đứa trẻ hư, cũng như văng ra nhiều câu chửi thề khác. Câu chuyện bắt đầu được các trang tin lấy lại và lan truyền. Ngay lập tức, hàng nghìn người lạ lao vào đánh giá khả năng làm mẹ của Tara. Không ít người đồng tình với quan điểm của chủ quán, mặc dù hành xử của cô có phần không chuyên nghiệp.
Một người dùng Twitter nhận xét: "Tôi cũng là mẹ, nhưng tôi đồng tình với chủ quán. Dù đã gọi món, nhưng nếu con bạn làm phiền người khác, bạn nên ra khỏi đó." Một người khác đáp lại: "Tôi đồng ý, nhưng bạn có đồng tình với việc xúc phạm công khai một gia đình trên một trang Facebook chuyên nghiệp không?" Về phía Niji Bauer, chủ quán ăn, cô cho biết sau 40 phút nghe đứa bé quấy khóc, cô đã nổi điên. Mặc dù bà mẹ ta đã nói rằng con chị chỉ mới khóc được vài phút. Chỉ sau khi Niji Bauer ra đề nghị gia đình cô phải rời đi, cô bé mới bắt đầu hoảng sợ và khóc to hơn. Chủ quán Niji Bauer nói rằng lúc đó cô đang rất bận rộn phục vụ khách, và từ trước tới giờ cô chưa từng hét lên như thế với một đứa trẻ. "Tôi luôn đợi khoảng 20-30 phút để các phụ huynh kiểm soát con cái mình. Nhưng nếu họ không làm được, tôi phải yêu cầu họ đi hoặc đưa đứa trẻ ra ngoài," chủ quán nói. "Nhưng họ hoàn toàn lờ con bé đi, để mặc con bé khóc, và họ cũng chẳng thèm để mắt tới chiếc hộp tôi đưa. Vì thế tôi đã nổi điên." Thành viên Erin bình luận trên Twitter: "Chúng ta có thể thấy có sự khác nhau lớn trong câu chuyện này. Liệu có ai chứng kiến sự việc có thể lên tiếng không?" Trong khi đó, bà mẹ ta ra cho rằng việc hét vào mặt một đứa trẻ, nhất là khi người đó lại là chủ một nhà hàng, là điều không thể chấp nhận được. "Bạn nên quan tâm tới việc phục vụ khách hàng. Như Reborough cũng có thể nói với chúng tôi một cách lịch sự rằng con bé đang làm phiền mọi người, chứ không nên ném bất cứ thứ gì hay hét lên rồi chửi thề người khác," bà mẹ hai con nói. Chia sẻ trong một bài viết riêng ở tờ Washington Post, Tara tâm sự: "Tôi muốn nuôi dạy con gái biết cư xử đúng mực trên máy bay, trong nhà hàng và ở những nơi công cộng khác. Con bé là một đứa trẻ bình thường, vui vẻ, tò mò và ngoan ngoãn. Con bé có hoàn hảo không ư? Không hề. Tôi có là một bà mẹ hoàn hảo không ư? Tất nhiên là không. Nhưng tôi biết rằng những chuyện này vẫn cứ xảy ra. Con khóc và đôi khi các bà mẹ phải chịu đựng một cơn giận dữ trong quán ăn và đi ra ngoài giữa trời mưa. Là cha mẹ, đôi khi chúng tôi phải trông chờ vào lòng tốt và sự cảm thông của những người lạ, những người biết rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Lòng trắc ẩn chính là điều mà tôi đang cố gắng làm gương cho con gái mình. Tôi mong là những người khác cũng thế." Còn bạn, sau khi nghe xong câu chuyện này, sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới video nhé. Câu chuyện thứ 6: "Tôi đã tha thứ cho người bố nghiện ngập của mình." Bố tôi là một con nghiện. Cả tuổi thơ tôi sống trong sợ hãi vì ông ấy thường xuyên chửi bới, đòi tiền, đánh đập mẹ con tôi. Bố thường xuyên đưa những người bạn trông rất đáng sợ về nhà. Họ trốn vào một góc hút chích rồi nằm vật vờ như những bóng ma. Mẹ khuyên can bố từ bỏ ma túy rất nhiều lần nhưng không được. Tỉnh ra thì ông ấy hứa hẹn với mẹ sẽ làm lại cuộc đời. Khi phê thuốc, ông ấy không còn thiết gì. Có lúc lại như con thú lồng lên cưỡng hiếp mẹ. Năm 15 tuổi, tôi bị ông ấy lạm dụng tình dục. Vì quá sợ hãi, tôi đã bỏ chạy khỏi nhà và không quay về đó nữa. Mẹ giấu tôi sang nhà một người bà con bên ngoại. Không lâu sau thì bố cũng bán nốt ngôi nhà của chúng tôi từng sống vì bị người ta đến nhà siết nợ. Mẹ không còn chỗ nào để dung thân, lên thành phố xin đi làm giúp việc cho người ta để có chỗ chui ra chui vào. Bố tiếp tục trượt dài vì ma túy. Năm tôi 21 tuổi thì nghe nói ông ấy bị bắt vì tội cướp giật ngoài đường trong một cơn đói thuốc mà không có tiền hút chích. Tôi không bao giờ muốn nghĩ về bố nữa. Cố quên đi là trên đời này mình còn có ông ấy là người thân. Mẹ vẫn giữ liên lạc với tôi. Lương làm ô sin của bà đã nuôi tôi học đại học. Tôi cố gắng học thật tốt, lấy học bổng để bà không phải quá nặng gánh. Năm thứ hai đại học, tôi đã có thể đi làm thêm, dạy thêm. Có tháng còn gửi được tiền biếu mẹ. Trong lòng tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất trên đời. Tôi không bao giờ muốn tha thứ cho bố. Tôi căm hận ông ấy. Bao nhiêu năm, chỉ có mẹ là người tới thăm ông ấy ở trong tù. Tôi thì không.
tôi không muốn nhìn mặt ông ấy. Ngày tôi lấy chồng cũng chỉ có mẹ ở bên. Tôi không có bố chắc tay để đưa tới trao cho người đàn ông tôi yêu và tin cậy. Tôi mạnh mẽ một mình tiến đến với hạnh phúc của đời tôi. Mẹ có nhắc đến bố, nhưng thái độ tôi rất lạnh lùng. Mẹ chỉ thở dài. Mẹ biết yêu cầu tôi yêu quý bố là quá bất công và khắc nghiệt với tôi. Nhưng hôm qua, khi con tôi đầy tháng, mẹ mang đến trao cho tôi một chỉ vàng. Mẹ nói bố đã qua đời trong trại giam, ma túy đã hủy hoại ông ấy. Lời nói cuối cùng, ông ấy xin lỗi đến tôi. Ông ấy nói ông ấy biết mình sai và con quỷ khi đó là ma túy chứ không phải ông ấy. Nếu có một điều ước trong cuộc đời này, ông ấy ước mình chưa bao giờ sa chân vào nghiện ngập. Ước có thể là một người cha tốt của tôi, một người chồng tốt của mẹ, đưa tôi đi chơi, mua thức ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi, cho tôi tuổi thơ tốt đẹp, chứ không phải những điều tồi tệ như ông ấy đã làm. Một chỉ vàng là số tiền còn lại duy nhất ông ấy giữ lại được sau khi bị siết nhà. Ông ấy đã không thể dùng đến số tiền đó khi lên cơn vật thuốc vì muốn giữ nó lại để dành cho ngày cưới của tôi. Vì ông ấy biết cả đời này sẽ không thể cho tôi cái gì đáng giá. Và đó là lý do ông ấy đi cướp giật của người ta khi đói thuốc đến mức phải vào tù. Tôi nghe từng lời mẹ, khóe mắt rất cay. Sau cùng thì, có những người trong cuộc đời này, dù đối xử tàn tệ với bạn thế nào, bạn cũng không thể ghét họ được. Và tôi đã tha thứ cho ông ấy, cho phần đời còn lại của mình được thanh thản, cũng như để bố có thể thanh thản dưới suối vàng.